chào mừng các anh chị và các bạn đến với cái kênh Quỳnh Quang Vũ. Mình đang đứng ở ngay chỗ Festival Lúa Gạo lần thứ 3 năm 2018 ở thành phố Tân An. Bây giờ cũng chưa rồi. Các anh chị và các bạn thấy xa xa đó có một cái hàng quán mà hồi tối mình ăn rất là ngon. Bây giờ chưa rồi, mình cũng đi ăn nha. Đây là cái quán gì đây? Bún riêu cua. Dạ, hấp dẫn rồi đó. Đây, vậy thấy một cái mâm thịt rất là đẹp và nhìn trông rất là hấp dẫn, giò móng. Đây, cái nồi riêu này mới ấn tượng. Riêu cục nào đó, quá trời luôn. Cái hành lá đẹp, ngon lắm. Tối mình ăn là ngon lắm, nhưng mà hôm tối ghi hình được dạp sáng nay bằng ngày thấy rõ rồi mới ghi hình. Đây là cô đây, chủ ở đây bán bún riêu 20 năm, nấu riêu 20 năm bởi sao cũng ngon được. Rồi, hello các bạn. Bây giờ hôm nay đi festival lúa gạo ở Long An, ghé ăn bún riêu. Tối ăn rồi, thấy ngon quá, giờ ghé lại ăn nữa. Cô cho con cái giò gân nữa cô. Giò gân với riêu luôn. Cho chén riêu đi, thêm chén riêu đi, ăn cho nó đã. Đây, mọi người tới ăn rất là nhiều. Thấy cái nồi riêu là thấy quá đã. Mấy giò móng mê luôn. Cái bún riêu mình phải trụng cái bún cho nó nóng là ăn mới đã. Cô có cái nón lá đẹp quá. giờ mới đi thấy cái nón lá đẹp. Cô Tây Ninh luôn hả cô? Trời, Tây Ninh xuống tới đây luôn. Tây Ninh mà nấu bún riêu ngon quá trời. Đây, cô ba cô bán lâu chưa? Nay cỡ bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, 20 năm bán bún riêu không hay là có bán thứ khác không? 20 năm kinh nghiệm nấu bún riêu ngon phải rồi. Có con chưa? Rồi cô để mẹ bàn đi, con ra con chiến liền, đói rồi.
ngon anh? Ngon. Hello. hồi tối em làm một cái tô, rồi thêm giò, rồi thêm riêu, ăn chưa có đã nhưng mà trễ quá thôi đi về. Nói bữa nay lại ăn nữa. Rồi tới cái tô bún riêu của mình này nè. Cô cho con hai cục đi, một cục ăn không đã cô, thêm một chén riêu nữa. Thôi đừng bỏ chả cô, không hai cục giò đó với riêu là đủ à, chén riêu nữa là đủ à. Rồi con được cô đây đây cho con đi. Cho con dĩa ra đi. Đâu? Có 25 đô à? Hồi đó bà ấy bà nói là ba người ăn ba dĩa cơm là có 75 đô à? Đi. Ba dĩa cơm gà 75 đô. Cho đi mấy cái đi. Đây, tô riêu của mình đây, cũng riêu. Hai cục giò nhìn hấp dẫn. Rau nè. Đấy. Này để mắm ruốc vô là con đây nha. Rồi giờ mình ăn nè. Đây một riêu mình hai cục giò. Đây. Qua đâu qua. Thôi ra có cục quyết ngon quá đói dữ rồi. Mời các bạn nghe. Quá ăn mới có vừa gân nhìn ngon. Quên có rau vô nó ngon.
Nãy giờ thấy thiếu thiếu vậy. Không đuốc đây. Chết rồi, rớt nữa. Cô cho con chiếc đũa coi. Rớt kia. Cái thôi. Đó, nó rước vô là nó mới ngon. Con rước vô là nhìn nó khác liền. Cũng kết thúc.